làm con hiếu hành vi tiên bèn dùng huệ nhãn dưới trên kim tầm thấy vòng mẫu sanh làm ngã quỷ không uống ăn tiều tùy hình hài mùng liên thấy phẩm vẫn đem dân từ mẫu ấy đặng đỡ lòng cưng khổ bấy lâu ai thấy con mẹ rưng lo âu ai tay tạ che đầy hữu hậu bóng ăn lòng bọn sáng tiền căn chưa dứt sợ chúng ma cướp giật của bà cơm đưa chưa tới miệng đà hóa thành than lửa nuốt mà đằng đâu thấy như vậy âu sầu thấy thảm mây mộng kiền liên biên
sư vô tìm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn cội ấy rằng lòng hiếu thảo của ông giàu lớn ấy, tiếng vang đồn thấu đến cửu thiên ấy, cũng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương cộng ba cõi sau cho cứu đặng mang người phải nhờ thần lực của mười phương tăng pháp cứu tế ta toàn giải nói ơi cho mọi người thoát khỏi ách nạn bèn kéo mùng thị đến gần tháng bảy là ngày thứ tư mười phương tăng đều dự lễ này phải toàn sắm sửa chớ chạy thức ăn trăm món trái cây năm màu lại phải sắm giường nằm nệm lót ấy cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu ai món ăn tinh sạch bảo màu đứng trong bình bát vọng cầu kính dân ai chưa đại đức mười phương thù trong bài đời sẽ đặng siêu thắng lại thêm cha mẹ hiền tiền ngày đặng nhờ phương lực tiêu khiên ách nàng vì ngày ấy thanh tăng đều đủ giàu sơn khê tránh điều phiền não chăm về thiền nam hoằng người đặng bốn tòa đạo quả công tu hành nguyện thỏa vô sanh hoặc người thọ hạ kinh hành hoằng người đăng lùng thông tấn phán ấy và những hàng duyên gia thành văn hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sai ở gần chúng sanh đều trì giới răng thanh rất tình đạo đứng dày chánh định chân tâm mà tất cả các bậc thánh phàm đồng lòng thô lãnh bát cơm lục hoàng người nào có sắm ra vần thực đặng cúng dường tự tư tăng thân
thảy đều nhờ ơn anh. Tham đồ khổ chẳng rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hướng thụ tự nhiên ấy, như còn cha mẹ tiền nhờ đó cũng đặng bắt niên thọ trường. Như cha mẹ bảy đời qua vàng ấy, sẽ hóa sanh về cõi thiên cung người thời tuấn tố hình dung ấy, hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân anh. Phần lại bảo mười phương tăng chúng ấy phải tuân theo thể thức sau này, trước khi thụ từng đàn cháy phải cần chú nguyện cho người tính gia. Cầu thân thế mẹ cha thí chủ ấy, định tâm thần quan đủ đừng quên, cho xong ý định hành thiện mới dùng phẩm vật đàn tiền hiến dâng. Khi thụ dụng nên an vật thực, trớ phận đài hoặc tự tháp trung, chư tăng chú nguyện viên dung mây sao rồi tự tiện thu dùng bữa trưa. Pháp cứu tế Phật vừa nói dứt ngay, một liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ dạ vui mừng. Mục liên cũng hên khóc thương rầu buồn ngày, mục liên máu cũng trong ngày ấy, kim khổ về ngã quỷ đường tan. Mục liên bành với phận rằng, mẹ con nhờ sức thanh tăng khỏi nạn ai lại, cũng nhờ oai thần tam bảo bằng chẳng thì nạn khổ khó ra. Như sao đệ tử xuân gia vô lan bồn pháp dùng mà độ sanh, độ cha mẹ còn đương tài thế, hoặc bay đời có thể đặng công minh. Phần rằng lời hỏi rất thông, ta vừa muốn nói con trùng hỏi theo thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần. Tam công thể tướng bách quan này cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần, như chi muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thân thế tình thâm anh. Đến rằm tháng bảy mỗi năm mấy, sau khi kiến hạ chư tăng tử về chính ngày ấy, Phật đà hoan hỷ phải sắm sanh bách vị cơm canh. Đừng trong bình ba tinh anh
chờ giờ tư thế chúng tăng cũng dường đặng cầu nguyện sống đường trường thọ. Chẳng ôm đau cùng chẳng khổ chi, cùng cầu thân thế đồng thầy, lìa nơi ngạ quỷ sanh về nhân thiên. Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp mãi, lại xa lìa nạn khổ cực thân, mong sanh Phật tử ân cần. Thường cầu nguyện thông huyên an hảo ấy, cùng bài đời phổ mẫu siêu sanh ấy, ngày rằm tháng bảy mỗi năm ấy, vì lòng hiếu thảo ân thăm phải đền lễ cứu tế chi thành sâm đặc. Ngõ cung dường chư Phật chư Tăng, ngày ấy là bao đáp thù ân ấy, sanh thành dưỡng dục sống thân buổi đầu. Đệ tử Phật lo gìn giữ ấy, mới phải là thích tự thiền môn ấy, vừa nghe dân pháp lang bồn môn sanh tứ chung thấy đồng hỷ hoan ấy. Một liên với môn bán Phật tử ấy, nguyện một lòng tinh thu phụng hành, trước là trả nghĩa sinh thành, sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài. Mộng liên tôn giải thay Phật tuyên hành, gầy vàng vừa gõ cửa ngục băng thanh, phúc tuệ mãi an lành ấy. Nam mô đại hiếu mộng kiền liên Bồ Tát ấy. Nam mô đại hiếu mộng kiền liên Bồ Tát ấy. Nam mô đại hiếu mộng kiền liên ấy Bồ Phật thuyết kinh bao hiếu phụ mẫu ấy, một thuở nọ thế tôn an trụ ấy, xa về thành kỳ thủ viên trung ấy. Chớ tăng câu hỏi rất đông ấy, tin ra tới số hai muôn Bồ Tát hội tại đây đủ mẫn thượng thường. Bây giờ Phật mới lên đường ấy, cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành, đáo ban lộ đành rằng măng thấy tôn bèn vội đến nơi ấy, lại liền ba lại rồi rơi giòn hồng mà đứng nàng tối
tối lòng mãi ngày ai chẳng yêu sao phần lại đóng trường. Vội vàng xin phần dạy tường ai thay là từ phố ba phương bốn loài ai ai cùng kính thầy dường ấy. Phật rằng trong các môn đồ ấy, ngươi là đệ tử đứng đầu dạy công ấy, bởi chưa biết đụng trong cho rõ ấy, nên vì ngươi ta tỏ đuôi đầu. Đông xương dồn dầm bấy lâu ấy, cho nên trong đó biết bao khốn hài, chẳng cũng có ông bà cha mẹ hoàng thân ta hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh lộng thân đời trước khi hài còn đây, ta lễ bái kính người tiền bối và ngắm người vì nhớ kiếp xưa. Đông xương hồn tạm chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa, khó coi ai ngươi chịu có xem soi cho kỹ, phân làm hai bên nữ bên nam mà để cho phân biệt khốt phàm, không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đừng a nan trong lòng tha thiên ngay, biết làm sao phân biệt khỏi sai, ngài bèn xin phân chí bài vì có chọn lựa gái trai lúc này. Còn sanh tiền dễ bề sắp đặt, cách đứng đi ăn mặc phân minh, chớ khi rã sát tiêu hình. Xưa ai như nay khó nhìn khó phân, ai phẩm mới bảo đàn ông xương trắng nặng hoằng, đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn. Người có biết cỡ chi nên nhẹ, bởi đàn bà sanh đẻ mà ra sanh con ba đâu. Tám hồng bông đấu sữa hòa nuôi con anh. Vì cớ ấy hao mòn thân thể, xương đàn bà đen nhẹ hơn trai. Nàng nghe vậy bi ai, xót thương cha mẹ công dày dưỡng sanh. Bèn cầu Phật thi ân dạy bảo, phương pháp nào bảo hiểu trong thân, Thế Tôn mới bảo lời rằng, vì người ta sẽ phân trần khá nghe. Thân đàn bà nhiều bề cưng nhau,
nhọc sanh đặng con thập ngoạn cưu mang ngày tháng đầu thai đậu tợ sương ngày mai chiều gìn giữ sợ tan bất thường. Tháng thứ nhì dường như sữa đặc, tháng thứ ba như cục huyết ngưng, bốn tháng đã tượng ra hình, năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Tháng thứ sáu lục căn đều đủ, bảy tháng thì đủ bộ cốt xương, ấy lại thêm đủ lỗ chân lông, mới cộng chung đến số tám muôn bốn ngàn. Tháng thứ tám hoàn toàn tạng phủ, chín tháng thì đầy đủ bóng hình, mười tháng thì đến kỳ sinh, nếu còn hiếu thuận xuôi mình ra luôn. Bằng ngô nghênh làm buồn thân mẫu, nó vậy vùng đám quấu lung tung, mới làm cho cha mẹ hái hùng sự đau sợ khổ khôn cùng tỏ phân anh. Khi sản xuất muôn phần an lạc, ngay cũng ví như được bạn được vàng, ngay thế tôn lại bao a nan, ngày ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin. Điều thứ nhất giữ gìn thai giáo, mười tháng trường châu đáo mọi bề. Thứ hai sanh đẻ gốm ghê, chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần. Điều thứ ba thăm ân nuôi dưỡng, cực đến đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư ăn đắng uống cay, ai để dành bùi ngọt đủ đầy cho con em. Điều thứ năm lại còn khi ngủ, ai ước mẹ nằm khó ráo phần con. Sữa nhai cơm mai miệng con no ấm, chẳng nhồm chẳng ghê. Điều thứ bảy công chế ô uế, dặn đồ chớ của trẻ không phiền. Ai thứ tám chẳng nợ chia riêng, nếu con đi phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng, dầu phải mang nghiệm chướng cùng cam. Tính sao có lợi thì làm, chẳng mang tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuông, ấy dành cho con cái cuộc thánh nhàn. Thương con như ngọc như vàng, ơn cha nghĩa mẹ sanh bằng thái sơn. Phần lại bảo nan nên biết, trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người, mười phần
mê muội cả mười không tưởng ân trọng đức dày xong thân chẳng kinh mến quên ơn trai đứng ngày không xoan thương dưỡng dục cụ lao ấy là bao hiếu mặt giao ai vì những người ấy đời nào nên thân an mẹ sanh con cứu mang mười tháng cực khổ giường cánh nặng trên vai uống ăn chẳng đặng về thai cho nên thân thể hình hài kém suy khi sanh sản hiểm nguy chi xiên sanh đặng rồi tinh huyết dâm dê ví như thọc huyết trâu dê nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan con còn nhỏ phải lo săn sóc mê ăn đắng cay bùi ngõ phần con ai phải tâm phải giặt rửa trôn biết rằng giờ giấy mẹ không ngại gì nằm phía con nằm phía ráo sợ cho con ước áo ước chăn hoặc khi ghé chóc khắp thân con phải chịu trăm phần tham thương ai trọn ba năm bố nương sợ mẹ thân gầy mòn nào nể với con ấy khi con vừa được lớn khôn ai cha mẹ dạy báo cho con vỡ lòng cho đi học mở thông trí huệ dựng vợ chồng có thế làm ăn ước mong con được nên thân ấy dầu cho cha mẹ cơ bần quan chi con đau ốm tấn thì lo chạy dầu tốn hao đến mây cũng đành khi con căn bên đằng lành thì cha mẹ mới an thần định tâm công dưỡng dục sanh bằng non biển cớ sao con chẳng biết ơn này hoặc khi lầm lỗi bị rầy chẳng tuấn thì chớ lại bài ngô ngang ai hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt khinh trưởng huynh nộ nàng thế nhi bà con chẳng kể ra chi không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường lời dạy bảo sống đường không kể ai tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng trái ngang chống ban mọi đàn ra vào lui tới mắng càng ngược trên vì lỗ mãn tánh quen càng bướng ấy chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng lớn lên theo thói hung hăng đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung em bỏ bản lành theo cùng chúng giữ nên tạm
sư trái ngang, ai nghe lời dụ dỗ quân hoang, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Chưa còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sanh nhai, hoàng đi buồn bán kim lời, hoàng vào quân linh với đời lầm không an. Về ràng bố đồng công mối nợ, hoặc trở ngăn về vợ về con, quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi, chớ phần nhiều vô ý mà thôi. Sau khi phá hên của rồi, phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cơm hoặc là bài bán, phạm tội hình tù ráng phải vương, hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bó thân ngoài đồng. Hay tin giữ bà con cô bán, cùng mẹ cha sao xác buồn rầu, thương con than khóc âu sầu, có khi mang bệnh đôi mù vẫn vương anh. Hoàng bệnh nặng vì thương quá lẽ, phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn, hoặc nghe con chẳng lo lường, trà đình tự điếm phố phường ngạo du âm. Cứ mãi mía với đồng bất chính, chẳng mấy khi thần tình mổ khang, làm cho cha mẹ than vang, sanh con bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yêu, không ai nuôi điều ôm đau đói rách kêu riêu, con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương anh. Phận con gái còn nương cha mẹ, thì có lòng hiếu để thuận hòa, cần lao phụng dịch trong nhà, dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Xong đến lúng tùng phu xuân gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình, trước còn lại vãng đến thăm, lần lần nguôi lạnh biệt tâm biệt nhà. Quên dường dòng sống thân ân trọng, không nhớ công mang nặng đẻ đau, chẳng lo bao bổ cụ lao, ai làm cho cha mẹ buồn rầu tham thai. Nếu cha mẹ la rầy quở mắng, trở sanh lòng hờn giận chẳng kiêng, chớ chi chồng đánh liên miên, ấy thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lượng ban nam nữ, nói không cùng nghiệm giữ phải mang
chi rõ mọi đàn ấy trong hàng đại chúng lòng càng tham thay. Gieo xuống đất lấy cây lấy củi ấy đập vào mình vào mũi vào ống ấy làm cho các lỗ chân lông mà thái đều rơm máu ướt đầm cả thân an. Đến hôn mê tâm thần bất định một giây lâu mới tỉnh thang rằng bọn con quá thần tội nhân ngay xưa nay chẳng rõ không hơn người mù nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc ngay dù càng dường như nát như tan ngang. Tội tình có nỗi tháng vang ấy làm sao trả đặng muôn ngàn ân sâu trước Phật tiền ai cầu trần tổ xin Thế Tôn mận cố bi lân. Làm sao bảo đảm thù ân ấy tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình phần bèn dùng phạm thanh sáu món ai phân tỏ cùng đại chúng lắng nghe. Ân cha nghĩa mẹ nặng nề không phương bao đáp cho vừa sức đâu vì có người ân sâu dốc trả cộng mẹ cha tăng cả hai vai. Dám tu gì nỗi chẳng sai đến trăm ngàn kiếm ân kia chưa vừa vì có người gặp cơn đói rét cây nuôi sống thân dẫn hết thân này xương nghiền thịt tan phân thay trai trăm ngàn kiếm ân đây chưa đồng ai vì có người vì công sanh dưỡng tự tay mình quen thúng sông người chịu thân mồ tôi như vậy đến trăm ngàn kiếm ân này thấm đau quên. Vì có người cầm dao thật bén mổ bụng ra rung hên tâm can huy ra khắp đất chẳng than đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào tuy là sự khó biết bao trái trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì có người vì công dưỡng dục mà tự treo mình. Vì có người xương nghiền ra mở hoang dùng dao chặt bữa thân mình xương ta tỉnh chẳng phiền đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Vì có người về công dưỡng dục mà nua sáng nông thâu ruộng thâu gan ai làm cho thân thể tiêu tan đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thay đều kinh khủng mấy dọn lễ tràng có nỗi cấm ngăn đồng thanh bánh phân lễ
trời rằng: làm sao trả đặng ân thâm sông đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ. Sau này các người muốn đám ân dày phải nên biện chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phúng tụng cùng ăn năn những tội lỗi xưa, cũng vừa tam bảo sớm trưa, cũng là tu phước chẳng chừa món chi. Rằm tháng bảy đến kỳ tự tử, thẩm phương tăng đều dự lễ này, sắm sanh lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dân an. Đặng cầu nguyện sống đường trường thọ, hoặc sanh về tịnh độ an nhàn, ấy là bao đám thù ân sinh thành dưỡng dục song thân của mình. Mình cần phải tụng kính lại Phật, pháp tam quy bậc nhất giới trai. Nhưng lời ta dạy hôm nay các người nhớ lấy từ đây phụng hành. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tôi phải sai. Trong năm đại tôi kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trong thai âm. Sau khi chết bị đày vào ngục mê ngủ vô gián, cũng gọi tỳ ngục này trong núi thiết phi văn phên bằng sắc vây quanh bốn bề. Trong ngục này hàng ngày lửa cháy đốn tội nhân anh thải thành than, có lò nấu sẵn cho tan rót vào trong miệng tội can hành hình. Vì bất hiếu nên mình thọ khổ, lòng thịt ra máu đổ tràn lan, là có cho sắc căng gan phun ra khói lửa đốn đoàn tội nhân. Ở trong ngục có giường bằng sắt, bắt tội nhân nằm khắp đó xong, rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó ra phòng thịnh thao ơi. Móng bằng sắt thương đau gươm dao, trên không trung đổ tháo như mưa, gặp ai chém nay chẳng chừa, làm cho thân thế nát như như tương em. Nhưng hình phạt vô phương kể nay, mọi ngục đều có cánh trị riêng, ấy như là xe sắt phân thay, chim ưng mổ bụng trâu cày lưỡi lê. Nếu mà đặng chết liền đã đỡ, vì nghiệp chiếu không nỡ hành thân, ngày đêm chết sống muôn lần, đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây.
Sự hành phạt tại tỳ ngục rất nặng nề, ngộ nghịch song thân chúng người đều phải ân cần thừa hành các vị phân trần khoáng trên an. Nhân là phải kinh này in chém mà truyền bá ra cho khắp đông tây, như ai chép một quyển này vì bằng đặng thấy môn vị Thế Tôn an. Nếu in được ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng thay phần vạn thiên, do theo nguyện lực tùy duyên ấy chư Phật ủng hộ như sở nguyện. Cha mẹ đặng xa miền khóc lạnh, lại hóa sanh về cõi thiên cung. Khi lời Phật giảng vừa xong, khám trong tứ chúng một lòng kính vâng an. Lại phát nguyện thà thân này nan ra bụi cho muôn kiếp chẳng nài, dầu cho keo lưỡi trâu cày đến trăm ngàn kiếp lời Thầy không quên an. Vì như bị ba thiên đao kiếm khám thân này đâm chém phanh thay, hoặc như lưỡi trôi thân này trái trăm ngàn kiếp lời Thầy chẳng sai. Dẫu thân này bị cưa bị chặt phân chia ra muôn đoạn ra đời, đến trăm ngàn kiếp như vậy chúng con cũng chẳng trái lời Thầy khuyên anh. Đừng nan kiền thiền đánh lễ cầu Tế Tôn đằng để hiểu kinh, ngày sau truyền bá chúng sinh về bề phung tùng chuyên tinh tu hành. Phần mới bảo nan nên biết quyển kinh này quả thiệt cao xa, đặt tên bảo hiếu mẹ cha cũng là ân trong thần là chân kinh nam. Các người phải giữ gìn châu đáo đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi phận rầy đánh ranh, bốn hàng Phật tử rất mừng, rất vui an. Thầy mòn lòng vẫn theo lời Phật ấy, và kinh thành tinh chân vẹn tuyên ấy, đồng nhau trở lại phận tiền. Nhưng tâm đánh lễ rồi liền lui ra. Bán nhà ba la mận đa tâm kinh, tâm trí tuệ thanh thanh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bận mây trần. Lâu lâu một tâm thiên chân, bao trùm muôn loài chẳng phân thanh phàm, vẫn tâm mấy lần trong sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi anh.
Trải lòng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng tỏ bài đích đăng. Hàng Bồ Tát danh Quang Tự Tại, khi tham thiền vô ngại đến trong mang. Thâm vào trí huệ mở thông, ma soi thấy năm uẩn đều không có gì. Độ tân ca không chi khổ anh, trong thức tâm hiền cảnh sắc ra. Sẵn công chung ở một nhà, không chẳng kháng sáng sẵn nào cả không. Ấy sáng tương cũng đồng không tương, không tương y như tường sắc kia. Thủ tướng hành thân phân chia cũng lại như vậy, cũng về chân không. Tòa sân tướng nhân ông tạm đó, các pháp kia tướng nó luôn trần. Chẳng sanh chẳng dưng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sợ chẳng thêm mong. Cớ ấy nên cõi trên công giới, thế lão lão vô ngài thương chân. Vốn không ngủ quân âm thần, sao tăng chẳng có sao trần cùng không mây. Thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cũng không mê. Tánh công sáng suốt đại đồng mây, vô minh chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì già trên, uống chi là hình trên già sao. Tư đế cũng chẳng có nào, không chi là trí có nào đắng chi. Do vô sở đắng lệ tăng cả, nhân pháp kia đều xa nhị không. Vẫn lòng tri huệ linh thông, bờ kia mau đến tâm không ngại gì. Không quay ngài có chi cùng bó, từng xa lìa mộng tướng đáo điên. Tâm không rõ ráo chủ viên, niên bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế phận y đàn bán nhà, đáo bồ đề chứng quả chánh chân. Cho hai bán nhã là hơn, pháp môn tội thắng cõi chân mau về. Thiệt thần chú linh trí đại lưng, thiệt thần chú đúng bực quang minh. Ấy chú tôi thường hoài linh, ấy chú vô đẳng thanh thanh hoài thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thân tình lòng giang ngộ vô sơ. Thiên nhiên chân thiệt bất hư, án làm thần chú chân như thuyết rằng. Yên đế yên đế bà la, yên đế bà la thần, yên đế bồ đề tăng bà. Yên đế yên đế bà la, yên đế bà la thần, yên đế bồ đề tăng bà. Yên đế yên đế bà la, yên đế bà la thần, bà Nam Mô A Di Đà Phật.
a di đà đa ta đam bà tê a di đà đa tê ca lang đê a di đà đa tê ca lang đa và di nì và và na chi na ca lê ta bà nam mô a di đà bà và đa a di đà đa tỳ ca lang đa ya di ni ya ya na chi đa ca lê ta ba nam mô a di đà bà ya đa tha ya đa ya đa điền ya tham a di đà đô bà tỳ a di đà đa ta đam bà tỳ a di đà đa tỳ ca và na chỉ đa ca lê ta bà chúng thánh tử kiền thiền xưng tán đấng Di Đà vô hạn lợi sanh bốn mười tám nguyện viên thành hiện ra tướng tôn sắc thân vời kim sắc tướng muôn ngàn công đứng khắp mười phương chẳng bậc sanh bằng bành hào hiển hiển phong quang xoay vần chiếu sáng di sang năm tòa cầm thanh nhãn thấy xa vô ngại sáng trong ngần tứ đại hải dương hào quang hóa Phật không lường hóa chung Bồ Tát số đường hằng hà độ chúng sanh liên hóa chính phẩm mây nương lãng ban là cảnh tây phương ngày chỉ thành thâm niệm chiếu chương hiện tiền thanh chung dẫn đường quán sanh nam mô tây phương cần lãng thế giới đời từ đại bi đạo sư A Di Đà Phật Nam Mô 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 Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Bồ Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên Bồ Nam Mô Đại Hiếu Mộ Kiền Liên Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát Nam Mô Thanh Tịnh Đại
đệ tử chúng con ấy vâng lời phân dạy. Ngày rằm tháng bái âm hồi Vu Lan ấy phạm vũ hoàng đó hương đánh lệ làm con thảo ơi lòng càng ao não nhớ nghĩa thân sanh con đến trưởng thành mẹ dạy đau khổ ơi ba năm nhủ bộ ơi chính tháng cưu mang không ngưng lo chẳng quán yêu già sanh nhai làm lộ ấy quy cùng hoàng vỗ phấn đấu nuôi con ấy giáo dục vuông tròn đem đường hồng đạo đề tử đài sen ngay chỉ thành cung kính anh đạo tràng thanh tịnh tăng bảo trang nghiêm hoặc thừa tự tư hoặc hiện tham thiền đầy đủ thiện duyên rú lòng lân mẫn hộ niệm cho em bảy kiếm cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì đã qua đời án đạo xa lìa trong thành Phật quả ngựa trong ca đức Như Lai khắp cõi hư không mây từ bi gia hộ phong kinh công đức vô biên thắng phước dài hồi hướng ơi vô nguyện phạm giới chư chúng sanh ơi tông vạn vô lượng quang Phật sáng ơi nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chư minh liệu phố nguyện tội chưa tất tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sanh tây vô tình độ trung cử phẩm liên hoa vi phổ mẫu hoa cài kiến phận ngộ vô sanh bận thôi Bồ Tát vì bàn lỡ nguyện dĩ thử công đức phổ cầm những thế ngã đặng giữ chúng sanh giai công thành phân đạo tự quy Phật đưa nguyện chung
sanh thế giai đại đạo pháp vô thượng ấy tâm tự quy
mộng liền mới đặng lòng thông, mà muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân công dưỡng dục thâm ân dốc trả nghĩa sinh thành đạo cả mong đền. Làm con yêu hành vi tiên, bèn dùng huệ nhãn dưới trên kiếm tầm, thấy vòng mẫu sanh làm ngã quỷ, không uống ăn tiều tùy hình hài. Mùng liền thấy vậy bi ai, biết mẹ đôi khang ai hoài tình thâm. Lo vầm vẫn đem dân từ mẫu ấy đặng lòng bọn sáng tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa tới miệng đà, hóa thành than lửa nuốt mà đằng đâu. Thấy như vậy âu sầu thay thảm mây, mùng kiền liên bi cảm xót thương ơi, mau mau về đến giảng đường. Bành cùng sư phụ tìm phương giải nàng, Phật mới bảo rõ ràng căn cõi rằng mẹ ông gông tội rất sâu, ơi giàu ông thần lấn nhiệm màu ấy, muốn mình không thể ai cầu được đâu. Anh lòng hiếu thảo của ông giàu lớn ấy, tiếng vang đồn thâu đến là các bậc thần kỳ. Tà ma ngoại đạo bốn vị thiên vương, cộng ba cõi sau phương tu tầm, cũng không phương cứu khắp mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng pháp cư tế ta toàn giải nói, ơi cho mọi người thoát khỏi ách nạn. Bèn kêu mùng thị đến gần, truyền cho diệu pháp ân cần thiên thi, ơi rằm tháng bảy là ngày thứ phải toan sắm sửa chớ chạy, thức ăn trăm món trái cây năm màu. Lại phải sắm giường nằm nệm lót ấy, cùng thao bồn đèn đuốc nhang dầu ấy, món ăn tinh sạch bóng màu. Đừng trong bình bát vọng cầu kính dân ai, chưa đại đức mười phương thủ
thực ấy trong bài đời sẽ đặng siêu thắng lại thêm cha mẹ hiền tiền ấy đặng nhờ phương lực tiêu khiên ách nàng. Vì ngày ấy thanh tăng đều đủ giàu ở đâu cũng tu hội về ấy như người thiền định sơn khê tránh điều phiền não chăm về thiền nam hoằng người đặng bốn tòa đạo quả không tu hành nguyện thỏa vô sanh hoặc người thọ hạ kinh hành ai chẳng ham quyền quy ấn danh tâm tòng hoặc người đăng lòng thông tấn phán ấy và những hàng duyên gia thành văn hoặc chư Bồ Tát mười phương hiện hình làm sai ở gần chúng sanh đều trì giới răn thanh rất tình đạo đứng dày chánh định chân tâm mà thân cả các bậc thánh phàm đồng lòng thô lãnh bát cơm lục hoàng. Người nào có sắm ra vần thực đằng cúng dường tự tư tăng thời hiện tiền phụ mẫu của người bà con quyến thuộc thái đều nhờ ơn tam đò khổ chẳng rằng ra khỏi cảnh thanh nhàn hướng thụ tự nhiên ấy như còn cha mẹ tiền nhờ đó cũng đặng bách niên khó trường như cha mẹ bảy đời qua vàng ấy sẽ hóa sanh về cõi thiên cung người thời tuấn tố hình dung ấy hào quang chiếu sáng khắp cùng châu thân anh phần lại bảo mười phương tăng chúng ấy phải tuân theo thể thức sau này phải cần chú nguyện cho người tính gia cầu thân thế mẹ cha thí chủ ấy định tâm thần quan đủ đừng quên cho xong ý định hành thiện mới dùng phẩm vật đàn tiền hiện dưng khi thủ dụng nên an vật thực trước phật đài hoặc tự tháp trung chư tăng chú nguyện viên dung mây sao rồi tự tiện thủ dụng bữa pháp cử tế Phật vừa nói dứt ngay một liên cùng Bồ Tát chư tăng đồng nhau tỏ và vui mừng một liên cùng hên khóc thương rầu buồn
cùng liên bành với Phật rằng: Mẹ con nhờ sức thanh tăng khỏi nàng ấy lại cũng nhờ oai thần tam bảo bằng chẳng thì nàng khổ khó ra. Như sao đệ tử xuân gia vô lan bồn pháp dùng mà độ sanh, độ cha mẹ còn đương tài thế, hoặc bay đời có thể đặng công minh. Phân rằng lời hỏi rất thông, mấy ta vừa muốn nói con trùng hỏi theo. Thiện nam tử tỳ kheo nam nữ cùng quốc vương thái tử đại thần tam công tể tướng bách quan này cùng hàng lê thứ vạn dân cõi trần. Như chi muốn đền ơn cha mẹ hiện tại cùng thân thế tình thâm an. Đến rằm tháng bảy mỗi năm mấy sau khi kiến hạ chư tăng tử về chính ngày ấy Phật đà hoan hỷ phải sắm sanh bách vị cơm canh. Đừng trong bình ba tinh anh ấy chờ giờ tư thế chúng tăng cũng dường đặng cầu nguyện sống đường trường thọ. Chẳng ôm đau cùng chẳng khổ chi cùng cầu thân thế đồng thầy lìa nơi ngạ quý sanh về nhân thiên. Đặng hưởng phước nhân duyên vui đẹp mãi lại xa lìa nạn khổ cực thân ấy mong sanh Phật tử ân cần ai hành tu hiếu thuận phải cần phải chuyên anh. Thường cầu nguyện thông huyên an hảo ấy cùng bài đời phổ mẫu siêu sanh ấy ngày rằm tháng bảy mỗi năm ấy vì lòng hiếu tháo ân thâm phải đền. Lễ cứu tế chi thành sắm đặt ngõ cung dường chư Phật chư tăng ấy ấy là bao đáp thù ân ấy sanh thành dưỡng dục sống thân buổi đầu. Đệ tử phần lo gìn giữ mới phải là thích tử thiền môn ấy vừa nghe dưng pháp lan bồn môn sanh tứ chúng thấy đồng hỷ hoan ấy. Một liên với môn bán Phật tử ấy nguyện một lòng tinh thu phụng hành, trước là trả nghĩa sinh thành, sau là cứu vớt chúng sanh muôn loài. Mộng liên tôn giả thay Phật tuyên hành, gầy vàng vừa gõ cứu
ngục băng thanh này, mọi người thoáng tội tình độ hóa sanh phúc tuệ mãi an lành. Nam mô đại yêu mộng kiền liên bồ tát. Nam mô đại Phật thuyết kinh bao yêu phụ mẫu ấy, một thuở nọ Thế Tôn an trụ ấy, xa về thành kỳ thủ viên trung an. Chư tăng câu hỏi rất đông ấy, tin ra tới số bây giờ Phật mới lên đường ấy, cùng hàng đại chúng Nam Phương tiến hành đạo ban lộ đành rằng măng thấy núi thường khô bỏ đấy lâu đời. Thế Tôn bèn vội đến vội vàng xin Phật dạy tường ơi, thầy là từ phố ba phương bốn loài ai ai cũng kính thầy, dường ấy cơ sao thầy lại lại xương cô ăn. Phật rằng trong các môn đồ là đệ tử đứng đầu dạy công ấy, bởi chưa biết đụng trong cho rõ ấy, nên vì người ta tỏ đuôi đầu. Đông xương dồn dầm bấy lâu ấy, cho nên trong đó biết bao cốt hài, chẳng cũng có ông bà cha mẹ hoàng thân ta hoặc kẻ ta sanh. Luân hồi sanh tử tử sanh ấy, lộn thân đời trước khi hài còn đây, ta lẽ bái kính người tiền bối và ngắm người vì nhớ kiếp xưa. Đông xương hồn tạm chẳng vừa, không phân trai gái bỏ bừa khó coi ai, người chịu có xem soi cho kỹ phân làm hai bên nữ bên nam, để cho phân biệt khúc phàm không còn lộn lão nữ nam chất chồng. Đừng a nan trong lòng tha thiên ngay, biết làm sao phân biệt khỏi sai ngài bèn xin Phật chỉ bài, vì khó chọn lửa gái trai lúc này.
còn sanh tiền dễ bề sắp đặt cách đứng đi ăn mặc phân minh chớ khi rã sát tiểu hình xương ai như nay khó nhìn khó phân ai phẩm mới bảo nặng hoằng đàn bà xương nhẹ đen thâm dễ nhìn người có biết cỡ chi nên nhẹ bởi đàn bà sanh đẻ mà ra sanh con ba đâu uyên ra tám hồng vì cơ ấy hao mòn thân thể xương đàn bà đen nhẹ hơn trai nàng nghe vậy bi ai xót thương cha mẹ công dạy dưỡng sanh anh bèn cầu Phật thi ân dạy bảo thân đàn bà nhiều bề cực nhọc sanh đặng con thập ngoạn cưu mang ngày tháng đầu thai đậu tở sương ngày mai chiều dịnh giữ sợ tan bất thường tháng thứ nhì dường như sữa đặc tháng thứ ba như cục huyết ngưng bốn tháng đã tượng ra hình năm tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng tháng thứ sáu lục căn đều đủ bảy tháng thì đủ bộ cốt xương ai lại thêm đủ lỗ chân lông mới còng chung đến số tám muôn bốn ngàn tháng thứ tám hoàn toàn phản phủ ai chín tháng thì đầy đủ bóng hình mười tháng thì đến kỳ sinh nếu còn hiếu thuận xuôi mình ra luôn bằng ngô nghênh làm buồn thân mẫu ấy nó vậy vùng đám quấu lung tung mây làm cho cha mẹ hái hùng mà sự đau sợ sản xuất muôn phần an lạc ngay cũng ví như được bạn được vàng ngay thế tôn lại bao a nan ơn cha nghĩa mẹ mười phần phải tin anh điều thứ nhất giữ gìn thai giáo ai mười tháng trường châu đáo mọi bề thứ hai sanh đẻ gốm ghê chịu đau chịu khổ mỗi mê trăm phần điều thứ ba thâm ân nuôi dưỡng ngay cực đến
đâu bền vững chẳng lay. Thứ tư ăn đắng uống cay để dành bùi ngọt đủ đầy cho con anh. Điều thứ năm lại còn khi ngủ điều thứ bảy công chế ô uế ơi dặn đồ chớ của trẻ không phiền ai. Thứ tám chẳng nợ chia riêng nếu con đi vắng cha phiền mẹ lo. Điều thứ chín miệng con sung sướng giàu sao có lợi thì làm mà chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm. Điều thứ mười chẳng ham trao chuông ấy dành cho con cái cuộc thánh nhà ngài thương con như ngọc như vàng. Bằng thái sơn anh phần lại bảo anh nên biết ai trong chúng sanh tuy thiệt phẩm người mười phần mê mỗi cả mười không tường ân trọng đức dày xong thân anh. Chẳng kinh mến quên ơn trái đứng ngày không xoan thương dưỡng dục cụ lao ấy là bao hiếu mặt giao ai vì những người ấy đời nào nên thân an. Mẹ sanh con cứu mang mười tháng cực giường cánh nặng trên vai uống ăn chẳng đặng về thai cho nên thân thể hình hài kém suy. Khi sanh sản hiểm nguy chi xiên sanh đặng rồi tinh huyết dâm dê ví thập huyết trâu dê nhất sanh thập tử nhiều bề gian nan. Con còn nhỏ phải lo săn sóc mê ăn đắng cay bùi ngõ phần con ngày phải tâm phải giặt rửa trôn biết rằng giờ giấy mẹ không ngại gì. Nằm phía con nằm phía ráo sợ cho con ướt áo ướt chân hoặc khi ghé chóc khắp thân ắt con phải chịu trăm phần tham thương ai. Trọn ba năm bố nương sợ mẹ thân gầy mòn nào nể với con ấy. Khi con vừa được lớn khôn ấy, cha mẹ dạy bảo cho con vỡ lòng cho đi học mở thông trí huệ dựng vợ chồng có thế làm ăn ước mong con được nên thân ấy dầu cho cha mẹ cơ bần quá
quản chi. Con nào ôm tưng thì lo chạy, dầu tốn hao đến mây cũng đành. Khi con căn bệnh đặng lành thì cha mẹ mới an thần định tâm, công dưỡng dục sanh bằng non biển. Cớ sao con chẳng biết ơn này? Hoặc khi lầm lỗi bị rầy, chẳng tuấn thì trở lại bài ngô ngang. Hỗn cha mẹ phùng mang trợn mắt, khinh trưởng huynh nộ nàng thế nhi. Bà con chẳng kể ra chi, không tuân sư phụ lễ nghi chẳng tường. Lời dạy bảo sống đường không kể, tiếng khuyên răng anh chị chẳng màng. Trái ngang chống ban mọi đàn, ra vào lui tới mắng càng ngược trên năng. Vì lỗ mãn tánh quen càng bướng, ơi chẳng kể lời trưởng thượng dạy răng. Lớn lên theo thói hung hăng, đã không nhẫn nhịn lại càng hành hung. Bỏ bản lành theo cùng chúng giữ, nên tầm quen làm sự trái ngang. Ai nghe lời dụ dỗ quân hoang, bỏ cha bỏ mẹ trốn sang quê người. Chưa còn tập theo thời theo thế, thân lập thân tìm kế sanh nhai. Hoàng đi buồn bán kim lời, hoàng vào quân linh với đời lầm không anh. Về ràng bố đồng công mối nợ, hoặc trở ngăn về vợ về con. Quên cha quên mẹ tình thâm, quên xứ quên sở lâu năm không về. Ấy là nói những người có chi, chớ phần nhiều vui mà thôi. Sau khi phá hên của rồi, phải tìm phương kế kiếm đôi đồng xài. Theo trộm cơm hoặc là bài bán, phạm tội hình tù ráng phải vương. Hoặc khi mang bệnh giữa đường, không người nuôi dưỡng bó thân ngoài đồng. Hay tin giữ bà con cô bán, cùng mẹ cha sao xác buồn rầu. Thương con than khóc âu sầu, có khi mang bệnh đôi mù vẫn vương anh. Hoặc bệnh nặng vì thương quá lẽ, phải bỏ mình làm quỷ giữ hồn. Hoặc nghe con chẳng lo lường, trà đình tự điếm phố phường ngạo du. Cứ mãi mía với đồng bất chính, chẳng mấy khi thần tình mổ khang. Làm cho cha mẹ than vang sanh
còn bất hiếu phải mang tiếng đời. Hoặc cha mẹ đến hồi già yêu, không ai nuôi điều ôm đau đói rách kêu riêu, con không cấp dưỡng bỏ liều chẳng thương. Phận con gái còn nương cha mẹ thì có lòng yêu để thuận hòa, cần lao phụng dịch trong nhà dễ sai dễ khiến hơn là nam nhi. Xong đến lúng tùng phu xuân gia, lo bên chồng chẳng xa bên mình, trước còn lại vãn đến thăm mai lần lần ngồi lanh biển tâm biển nhà. Quên dường dòng sống thân ân trọng, không nhớ công mang nặng đẻ đau, chẳng lo bao bổ cụ lao ấy làm cho cha mẹ buồn rầu tham thai. Nếu cha mẹ la rầy quở mắng trở sanh lòng hờn giận chẳng kiên, chớ chi chồng đánh liên miên ấy thì cam lòng chịu chẳng phiền chẳng than. Tội bất hiếu lượng ban nam nữ, nói không cùng nghiệm giữ phải mang, nghe Phật chi rõ mọi đàn, trong hàng đại chúng lòng càng tham thai. Gieo xuống đất lấy cây lấy củi, đập vào mình vào mũi vào hông, mới làm cho các lỗ chân lông mà thái đều rơm máu ướt đầm cả thân anh. Đến hôn mê tâm thần bất định, một giây lâu mới tỉnh than rằng bọn con quá thần tội nhân, ấy xưa nay chẳng rõ không hơn người mù, nay tỏ ngộ biết bao lầm lạc, ngay dù càng dường như nát như tan ăn. Tội tình có nỗi than vang, ấy làm sao trả đặng ngàn ân sâu, trước Phật tiền ai cầu trần tổ, xin Thế Tôn mẫn cố bi lân. Làm sao bảo đảm thù ân, ai tỏ lòng hiếu thuận song thân của mình, phần bèn dùng phạm thanh sao món ai phân to cùng đại chúng lắng nghe. Ân cha nghĩa mẹ nặng nề, không phương bao đáp cho vừa sức đâu, vì có người ân sâu dốc trả cộng mẹ cha tân cả hai vai. Dám tu gì nỗi chẳng sai, đến trăm ngàn kiếm ân kia chưa vừa, vì có người gặp cơn đói rét cây nuôi sống thân dẫn hết thân này. Xương nghiền thịt tan phân thay, trải trăm ngàn kiếm ân đây đồng, vì có người vì công sanh
dưỡng, tự tay mình khoen thúng sông người, chịu thân mồ tôi như vậy. Đến trăm ngàn kiếp ân này thấm đau quên. Vì có người cầm dao thật bén, mổ bụng ra rung hanh tâm can, huy ra khắp đất chẳng than, đến trăm ngàn kiếp thâm ân đâu bằng. Vì có người dùng ngàn mũi nhọn đâm vào mình bất luận chỗ nào, tuy là sự khó biết bao, trái trăm ngàn kiếp không sao đáp đền. Vì có người vì công dưỡng dục mà tự treo mình. Vì có người xương nghiền ra mở, hoang dùng dao chặt bữa thân mình, xương ta tỉnh chẳng phiền, đến trăm ngàn kiếp ơn trên chưa đồng. Vì có người về công dưỡng dục mà nua sáng nông thâu ruộng thâu gan, ai làm cho thân thể tiêu tan, đến trăm ngàn kiếp thâm ân chưa đền. Nghe Phật nói thay đều kinh khủng, mới dọn lễ tràn có nỗi cấm ngăn, đồng thanh bánh phân lời rằng làm sao trả đặng ân thâm sông đường. Phật mới bảo các hàng Phật tử phải lắng nghe ta chỉ, sau này các người muốn đám ân dày phải nên biện chép kinh đây lưu truyền. Vì cha mẹ trì chuyên phúng tụng cùng ăn năn những tội lỗi xưa, cũng dược tam bảo sớm trưa, cũng là tu phước chẳng chừa món chi ăn. Rằm tháng bảy đến kỳ tự tử, thẩm phương tăng đều dự lễ này, sắm sanh lễ vật đủ đầy, chờ giờ câu hỏi đặt bài cúng dân an. Đặng cầu nguyện sống đường trường thọ, hoặc sanh về tịnh độ an nhàn, ấy là bao đám thù ân sinh thành dưỡng dục sông thân của mình. Mình cần phải tụng kính lại Phật, pháp tam quy bậc nhất giới trai, nhưng lời ta dạy hôm nay các người nhớ lấy từ đây phụng hành. Được như vậy mới là khỏi tội, bằng chẳng thì ngục tôi phải say. Trong năm đại tôi kể ra, bất hiếu thứ nhất thật là trong thai âm. Sau khi chết bị đày vào ngục mê ngủ vô giác, cũng gọi a tỳ ngục này trong núi thiêu phi văn phên bằng sắc vây quanh bốn bề.
trong ngùng này hàng ngày lửa cháy đốt tội nhân anh thay thành than có lò nấu sẵn cho tan rót vào trong miệng tội can hành hình vì bấm hiếu nên mình thọ khổ lòng thịt ra máu đổ tràn lan là có cho sắc căn gan phun ra coi lửa đốt đoàn tội nhân ở trong ngục có giường bằng sắt bắt tội nhân nằm khắp đó xong rồi cho một ngọn lửa hồng nướng quay chúng nó ra phòng thịnh thao ơi móng bằng sắt thương đau gươm dao trên không trung đổ tháo như mưa gặp ai chém nay chẳng chừa làm cho thân thế nát như như tương em những hình phạt vô phương kể nay mọi ngục đều có cánh trị riêng ấy như là xe sắt phân thay chim ưng mổ bụng trâu cày lưỡi lê nếu mà đắng chết liền đã đỡ vì nghiệp duyên không nỡ hành thân ngày đêm trên sông muôn lần đến trăm ngàn kiếp không ngừng một giây sự hành phạt tại tỳ ngục rất nặng nề ngộ nghịch song thân chúng người đều phải ân cần thừa hành các vị phân trần khoáng trên an nhưng là phải kinh này in chém truyền ba ra cho khắp đông tây như ai chép một quyển này vì bằng đặng thấy môn vì thế tôn an nếu in được ngàn muôn quyển ấy thì cũng bằng thay phần vạn cha mẹ đặng xa miền khóc lạnh lại hóa sanh về cõi thiên cung khi lời phật giảng vừa xong khám trong tứ chúng một lòng kính vâng an lại phát nguyện thà thân này nan ra bụi cho muôn kiếp chân này giàu cho kéo lưỡi trâu cày đến trăm ngàn kiếp lời thầy không quên nan vì như bị ba thiên đạo kiếm khắp thân này đâm chém phanh thay hoặc như lưỡi trôi thân này trái trăm ngàn kiếp lời thầy chẳng sai dẫu thân này bị cưa bị chặt phân chia ra muôn đoạn ra đời đến trăm ngàn kiếp như vậy chúng con cũng chẳng trái lời thầy khuyên em đừng nan kiền thiền đánh lễ cầu tế tôn đằng để hiểu cơ
sao truyền bá chúng sinh về bề phung tùng chuyên tinh tu hành. Phần mới bảo A Nan nên biết quyển kinh này quả thiệt cao xa, đặt tên bảo hiệu mẹ cha cũng là ân trong thần là chân kinh. Nam các người phải giữ gìn châu đáo, đặng đời sau y giáo phụng hành. Sau khi phận rễ đánh ranh bốn hàng Phật tử rất mừng rất vui an. Thầy mòn lòng vẫn theo lời Phật ấy và kinh thành tinh chân vẹn tuyên ai đồng nhau trở lại phân tiền. Nhưng tâm đảnh lễ rồi liền lui ra. Bán nhà ba la mận đa tâm kinh, tâm trí tuệ thanh thanh rộng lớn, sáng trong ngần chẳng bớn mây trần. Lâu lâu một tâm thiên chân, bao trùm muôn loài chẳng phân thanh phàm, vẫn tâm mấy lần trong sáng suốt, cõi bờ kia một bước đến nơi anh. Trái lòng tròn đủ xưa nay, công thành quả chứng tỏ bài đích đan, hàng Bồ Tát danh quán từ tại, khi tham thiền vô ngại đến trong mang. Thâm vào trí huệ mở thông, soi thấy năm uẩn đều không có gì, độ tăng ca không chi khổ anh. Trong thức tâm hiền cảnh sắc ra, sẵn công chung ở một nhà, không chẳng kháng sẵn sẵn nào cả không. Ấy ấy sẵn tương cũng đồng, không tương không tương y như tường sắc kia thủ tướng hành. Thân phận chia cũng lại như vậy, cũng về chân không. Tòa sanh tướng nhân ông tạm đó, ca pháp kia tướng nó luôn trần. Chẳng sanh chẳng dưng thường chân, chẳng câu chẳng tịnh chẳng sờn chẳng thêm. Cơ ấy nên cõi trên công giới, thế lão lão vô ngài thượng chân, vốn không ngủ quân âm thần, sao tăng chẳng có sao trần cùng không mây. Thấy rộng không mà không nhãn giới, biết hoàn toàn thức giới cùng không mây. Công sáng suốt đại đồng mây, vô minh chẳng có mưa hồng hết chi. Vẫn không có thân gì già trên, uống chi là hết trên già sao. Tư đế cũng chẳng có nào, không chi là trí có nào đắng. Do vô sở đắng lệ tất cả nhân pháp kia đều xa nhị không, bằng lòng tri huệ linh thông bờ kia mau đến tâm không ngờ.
lễ gì. Không quay ngài có chi khủng bố, thân xa lìa mộng tướng đau điên, tâm không rõ ráo chủ viên, niên bàn quá chứng chân nguyên hoàn toàn. Tam thế Phật y đàn bán nhà, đau bồ đề chứng quả chánh chân, cho hai bán nhà là hơn pháp môn tội thắng cõi chân mau về. Thiệt thần chú linh trí đại lưng, thiệt thần chú đúng bực quang minh, ấy chú tôi thường oai linh, ấy chú vô đẳng thanh thanh oai thần. Trừ tất cả nguyên nhân các khổ, thân tình lòng giang ngộ vô sơ, thiên nhiên chân thiệt bất hư, an làm thần chú chân như thuyết rằng. Yên đệ yên đệ Bà La, yên đệ Bà La thần, yên đệ Bồ Đề Tăng Bà, yên đệ yên đệ Bà La, yên đệ Bà La thần, yên đệ Bồ Đề Tăng Bà, yên đệ yên đệ Bà La, yên đệ Bà La thần, Namo A Di Đà Bà Già Đa Tha Già Đa Già Đa Địa Già Tha Di Rì Đô Bà Tì A Di Rì Đà Tha Đam Bà Tì A Di Rì Đà Tì Ca Lan Thang A Di Rì Đà Tì Ca Lan Đa Già Di Nì Già Già Na Chi Đa Ca Lệ na chi đa ca lê ta bà chúng thánh tử kiền thiền xưng tán ai đứng di đà vô hạn lợi sanh bốn mười tám nguyện viên thành hiện ra tướng tôn sắc thân vời. Kim sắc tướng muôn ngàn công đức khắp mười phương chẳng bậc sanh bằng. Bành hào hiện hiện phong quang xoay vần chiếu sáng di sang năm tòa. Cầm thân nhãn thấy xa vô ngại, sáng trong ngần tứ đại hải dương, hào quang hóa Phật không lường, hóa chung Bồ Tát số đường hằng hà. Độ chúng sanh
sanh liên hóa chính phẩm mây nương lạc ban là cảnh tây phương ngày chỉ thành thâm niệm chiếu chương hiện tiền thanh chung dẫn đường quán sanh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, đời từ đại bi tín dân đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Bồ Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Mùng Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Đại Hiếu Bồ Kiền Liên Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Ái Chúng Bồ Tát. Đệ tử chúng con ấy vâng lời Phật dạy, ngày rằm tháng bái gặp hồi Vu Lan Phạm Vũ Y Hoàng. Đồ hương đánh lễ mười phương tam thế Phật Pháp Thánh Hiền, nói gương đứng mong kiền liên. Nguyện làm con thảo lòng càng ao não, nhớ nghĩa thân sanh con đến trưởng thành. Mẹ dạy đau khổ ba năm nhổ bộ chính tháng cửu mang, không ngưng lo toan quên ăn bỏ ngủ ấm no đầy đủ cậy có công cha. Chẳng quan yêu già sanh nhai làm lộ ấy quy cùng hoàng vỗ phấn đấu nuôi con ấy giáo dục vuông tròn. Đem đường hồng đạo đệ tử ơn sâu chưa bao, hổ phận kém hèn giờ này quỳ trước đài sen ngay chỉ thành cung kính. Đạo tràng thanh tịnh tăng bảo trang nghiêm, hoặc thừa tự tư hoặc hiện tham thiền đầy đủ thiện duyên, rú lòng lân mẫn hộ niệm
cho bảy kiếm cha mẹ chúng con đượm nhuần mưa pháp còn tại thế thân tâm yên ổn phát nguyện tu trì đã qua đời án đạo xa lìa trong thành Phật quả cõi thứ không mây từ bi gia hồn phong kinh công đức thù thắng hạnh vô biên thân phước dài hồi hướng ơi vô nguyện phạm giới chư chúng sanh tông vạn vô lượng quang Phật sáng ai nguyện tiêu tam chương trừ phiền não nguyện đăng trí huệ chư minh liễu vô nguyện tội chưa tất tiêu trừ thế thế thường hành Bồ Tát đạo nguyện sanh tay vô tình độ trung ai cử phẩm liên hoa vi phù mẫu hoa cài kiến phận ngộ vô sanh bận thôi bồ tát vì bàn lữ nguyện di thử công đức vô cảm những thế ngã đặng giữ chúng sanh giai công thành này phân đạo tự quy phật đương nguyện chúng sanh thế giai đại đạo pháp vô thượng ấy tâm tự đều trọn thành phân đạo.